Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bếp nhà Lan Huy giới thiệu với các bạn một món, đó là món thịt đùi với lại giống như là bề thính ở Việt Nam. Thay vì Việt Nam thì mình lấy thịt vai hay thịt gì đó để mình làm bề thính, nhưng ở đây thì mình có một cái loại thịt gọi là thịt muối bằng cái đùi heo. Người ta ngâm muối rất là được khoảng độ từ ít nhất là 12 tới 18 tháng. Đây là cái cục thịt muối đây các bạn này. Cái cục thịt muối này các bạn thử vào trong video xem người ta cách người ta chế biến như thế nào. Bây giờ thì mình mua ở chợ, người ta sẽ cắt lát rất là mỏng như thế này đây các bạn. Lát rất là mỏng bằng máy, người ta có thể cắt bằng tay được. Bây giờ thì mình lấy gạo, mình sẽ rang lên để làm thính. Các bạn cũng có thể là cho vào cái lò để nướng gạo, cho vào trong cái air fry để pha. Mình làm cách như này thì ai cũng có thể làm được, hướng dẫn thì ai cũng có thể làm. Các bạn rang sao cho nó vàng lên. Và mình có cái máy, mình sẽ cho máy này, máy của nhà mình để dùng xay cà phê. Thì mình cho ở đây, mình xay nó cũng nhuyễn lắm. Mình xay lên cho nó nhỏ ra, và sau đó mình lấy cái dây đấy, mình lược nó đi. Đó, mình chỉ dùng 1-2 dây là có thể là nó đã mịn này. Để cho nó mịn nữa thì mình có thể là mình dùng cái dây đấy, mình dây nó đi. Mình dây nó đi thì nó sẽ mịn màng hơn. Và có cái gì, cái nào mà chưa có xay được thì mình sẽ lấy ra. Bây giờ thì mình đã đi chợ, mình mua một gói mì các bạn. Cái mì này thì người ta đã để trong đông lạnh mà mình để tan đá rồi. Mì này là mì của Tây Hồ, rất là ngon, người ta đã luộc làm sạch sẽ rồi. Nhưng mà vì mình để đông đá cho nên mình đã chuẩn bị một nồi nước, trong đó mình cho các hành các thứ ở trong đây để mình tí nữa mình sẽ trần ra. Mình chuẩn bị 50g đường, 50g tỏi. Cái này nó cần nhiều tỏi lắm, ớt ăn nhiều hay ít là tùy khẩu vị của từng người một. Mình chỉ cho một chút xíu mắm ở đây cho nó thơm thôi, tại vì cái thịt này các bạn nó rất là mặn mà. Đây là thịt mình mua về người ta thái, các bạn thấy nó mỏng chưa? Rất là mỏng. Thịt này thì ngon lắm các bạn ơi. Thịt này thì rất là ngon. Mình nghĩ là ít người có thể làm cái món này. Mình là người đầu tiên có thể làm cái món này, mình chế biến ra. Đó, nó rất là mỏng. Nhưng mà mình không có để như này đâu các bạn. Lát nữa mình sẽ thái ra. Bây giờ mình chuẩn bị một chậu đá ở đây, và mình sẽ trần qua cái bì. Cái bì cũng đã chín rồi các bạn. Thay vì mọi người có thể cũng để ăn, nhưng mà mình thì mình sẽ trần nó lại. Trong này mình cho hành, cho gừng và cho tí bột gà vào đây. Bây giờ mình chỉ trần thôi, cho vào một cái và lấy ra luôn. Đó các bạn, rất là nhanh, chỉ trần qua nó thôi. Tại vì cái bì nó chín rồi mình cũng không cần phải trần nó nhiều. Có điều nó ở trong đá lạnh rồi đấy, thì mình muốn trần qua để cho nó chín. Bây giờ mình để nó đây, để đổ ra cái chậu đá này cho nó khỏi bị lát. Đó, bây giờ thì cái thịt thì mình đã thái nó nhỏ nhỏ rồi, mình đổ tỏi vào đây, mình cho đường vào đây. Đây là ớt mình cho vào. Mình cho một ít mắm nữa các bạn nhé, đừng có cho nhiều mắm vào cái này. Đó, chỉ cho tí mắm cho nó thơm thôi. Tại cái thịt này bản chất của nó rất là mặn, thịt ngâm muối mà. Các bạn cho tiêu bắc vào đây nhé. Mình cho tiêu bắc vào đây và trộn đều lên. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ thì mình sẽ đổ lại cái bì lúc nãy mình trần rồi đấy. Mình sẽ đổ vào đây. Và các bạn chọn cái món này rất dễ làm các bạn ơi. Dễ làm mà ăn ngon, dễ làm lắm. Bây giờ thì mình đổ thính vào đây các bạn. Vậy các bạn sẽ trộn đều nó lên. Người mùi thính, mùi ấy thơm lắm. Bây giờ thì mình đã trộn được xong rồi. Các bạn có thể là ăn với chí trương này, các bạn có thể ăn với mắm. Mắm các bạn pha cái kiểu như ăn bánh nước mắm chả giò đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là ngon.
mà dễ làm lắm. Các bạn có thể ra chợ này mua xong người ta đã thái về cho mình là mình chỉ về làm trộn qua cái đã. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhá. Cái này thì uống với rượu vang các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới làm cái món này. Nhà mình thì mình cũng không làm thường xuyên. Cái này nhà mình hôm nay có lá mơ đấy các bạn. Các bạn ăn với rau sống này, lá mơ này, đủ các cái gì đó làm gia vị. Mình chấm thử với lại chí trương xem. Mỗi người một khẩu vị các bạn. Có người thì thích chấm với chí trương, có người thì thích chấm với lại mắm giống như mắm chả giò đấy. Mình có hai loại. Thì mỗi người ý thích thôi. Ai thích cái gì thì ăn. Ngon lắm các bạn ơi, rất là ngon. Cái thịt hun khói, cái thịt mà người ta ngâm muối đấy, nó rất là ngon các bạn. Nó mềm, nó ngon mà nó ngọt. Cái thịt nó không, tại vì cái thịt đó người ta ngâm rất là lâu. Bây giờ mình ăn chấm với mắm xem. Ngon lắm các bạn ạ. Nó mềm, nó ngon mà cái thịt nó rất là ngọt. Ngọt ghê lắm. Các bạn ơi hãy vào bếp và cùng làm món này cho cả nhà ăn nhé. Cái món này thì dễ làm lắm, ai cũng có thể làm được. Các bạn chỉ cần đi ra chợ thôi, mua người ta cắt sẵn cho rồi, xong rồi về là mình cứ xé xé nó ra như vậy đấy. Sau đó mình rang thính rồi mua bì và trộn. Nhiều người thì ăn cơm sườn bì đấy các bạn này. Các bạn có thể ăn cùng với cơm sườn bì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ để mình có thêm nghị lực để làm nhiều video mới cho các bạn xem.